Dạ vâng, xin chào các bác nhé. Sau đây em tiến hành test bàn giao cho anh Nguyễn Phong. Anh này ở Hà Tĩnh các bác nhé. Đấy. Có đuôi số điện thoại là 1689. Ok anh Phong nhá, bây giờ em sẽ test bàn giao lại cho anh cái con này. Tại vì hôm qua là bên em quay thì là cũng chỉ là quay hình thức và quay xương thôi. Còn hôm nay thì bắt đầu mới là test bàn giao lại cho anh. Đấy, để anh nhận hàng cho đi yên tâm nhá. Đấy. Ok anh Phong này. Thì đây là con 77S hôm qua bên em quay nhá. Đấy, hình thức thì anh nhìn thực tế từ hôm qua rồi đúng không ạ? Anh nhận hàng thì check cho em số seri của nó này. Số seri của nó là 6033-00783. Đấy, đây anh Phong nhá. Đấy, anh nhận hàng check đúng số seri mới nhận hàng nhá. Đấy, hiện tại em đang cắm cổng AUX này, cầu loa hai trước kết nối rồi này. Đấy, to nhỏ này. Đấy, to nhỏ là ok nhá. Cân bằng loa này. Đấy. Đây. Sang chiếc loa này. Đấy. Đó. Đấy, hai loa đảo ok bình thường nhá. Cả hai loa cùng lên này. Đó. Bass này. Đấy, lúc này là còn tép nhá. Bass lên này. Tép về không này. Đấy. Đấy. Bình thường anh nhá. Lên này. Đó, ba tép là bình thường này. Đấy, volume là ok này. Nguồn này. Bật tắt này. Đấy, bật này. Ok chưa ạ? Đấy, khi nó đóng dơ le thì đèn nó sẽ đứng yên nhá. Đấy, bao dơ le đóng tạch cái thì đèn nó sẽ đứng yên. Nhạc lên này. Đấy. Chuyển kênh này. Đấy, chuyển vào cái kênh này mình chưa cắm thì chưa có nhạc bên, chuyển sang kênh CD nhá. Em sẽ chuyển sang kênh CD này. Đấy, tất cả các chân này thì nói chung là âm ly này thì bên em trước khi quay là bên em phải test rất là kỹ rồi. Còn đây là em test bàn giao lại để cho anh yên tâm thôi. Đấy. CD đúng không ạ? Lên bình thường nhá. Đấy, hay là em chuyển sang một cổng khác nhá. Chuyển sang cổng tape đi. Tape đúng không ạ? Đây, tape này. Cái cổng follow này thì nó dành riêng cho đầu đĩa than nhá. Thì mình không nên dùng cái này. Mình chỉ dùng cho em là CD Tuller hoặc là tape hoặc là AUX. Đấy. Đây là gì nhỉ? Bây giờ đang là sang tape đúng không ạ? Đấy, tape này ok này. Cổng Tuller lốt nhá. Lốt cổng Tuller này. Đấy. À chưa chuyển, đây chuyển. Đó. Cái cổng tép này là do bởi em quên mất, em không vặn nhỏ volume đi, em rút ra nó mới bị như vậy nhá. Chứ còn không bao giờ nó bị như vậy đâu. Đây em cắm lại cho anh xem này. Đấy, không có các bác, nhiều bác thấy là xoẹt bảo là sao. Chân có vấn đề à, đấy em test lại nhá. Để cho nó yên tâm, anh mua hàng thoải mái mà em bán em thoải mái. Đây, chuyển sang tép. Đấy, nó không được xoẹt cái gì đâu. Đó, bình thường. Đấy. Rồi, bây giờ em sẽ đóng hàng và gửi ra xe Văn Minh cho anh nhá. Cảm ơn anh Phong đã đặt cái sản phẩm ở bên em. Chúc anh Phong và gia đình có thật nhiều sức khỏe nhá. Đấy, bác nào cũng đang có nhu cầu về âm ly dàn chung, âm ly dàn mini, loa đài, song xảo, máy tính thì cứ alo cho em qua số là 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhé. Dạ vâng, xin chào anh Phong và chào các bác nhé.